Tôi không ưa người yêu cũ của đối phương. Ôi, cả hai người đều không ưa. Vì sao? Anh Jimmy ơi, vì sao lại không ưa người yêu cũ của mười một anh? năm rồi mà vẫn còn giữ Vẫn mối trong người á. Vì là hồi anh cưa với anh nhưng mà vợ anh vẫn chưa dứt hẳn được với người tình cũ, nên là anh nhìn phải khó chịu Thế bây giờ nghĩ lại vẫn thấy khó chịu đúng không bây giờ nghĩ anh? lại vẫn khó chịu. Thế cái người đấy bây giờ như nào đấy? Người đấy bây giờ người ta cũng có gia đình rồi. Còn Thế còn Mai em thì thì sao? sao? Em thì em chưa gặp người yêu cũ nào của anh Khánh cả. Anh hiểu ra về cá nhân em thấy là em không thích thì em không thích thôi. Dù là không biết, Không cần cũng chưa là gặp. chưa gặp, không biết. Không cần, chỉ cần nó tên là người yêu cũ là mình không Đấy thích là rồi. Người yêu cũ là Đấy ghét là rồi quan điểm, không thích là không thích, có tốt mình cũng không thích. Tốt tốt hơn mình thì mình thích. Đúng rồi, càng tốt mình càng không thích. Tốt không thích và xấu đương nhiên là càng không thích. Nhưng mà thôi, hai vợ chồng chung quan điểm như thế là rồi, ok ok rồi. rồi. Câu hỏi thứ hai nhá. Tôi đã từng mất hứng trong chuyện chăn gối với đối phương. Đó, tiếp được. Vì sao? Lúc Có liên nào? quan gì đến vấn đề ngoại hình không? Chồng em rượu chè thì em không thích. Mất hứng là vì anh có hứng lúc uống rượu ấy, lúc về thì nó lại bảo trên bảo mình không nghe, thế là lại đi ngủ. Ok. Tôi là người hay ghen hơn. Ghen à? Hay ghen hơn. Ông này kiểu gì cũng xanh rồi. Ui, cả hai người đều đỏ, tức là không ai hơn ai cả. Facebook của chồng em mà ghen em cả ngày. Thật ra là như này, em nhìn lên Facebook có trường hợp này mà em không thích, em sẽ nói thẳng Khánh ơi em không thích quả này, không cần phải hỏi đấy là người như thế nào, không cần phải hỏi bạn bè chơi với nhau ra làm sao, không thích là không thích hết, thế thôi, Và không có đáp lý lại do cái mà sự giải không thích. thích đó của vợ thì anh xử lý như thế nào? Thì anh sẽ về, anh sẽ phải ngồi nói chuyện phân tích là lý do vì sao mà không thích. Có thể là vì vợ anh chưa hiểu cái mối quan hệ đấy, thì đương nhiên người vợ nào người ta chả ghét. Nhưng sau khi nghe anh giải thích thì vợ anh lại lại xuôi, chứ còn lúc đầu thì đập vào mắt thì đương nhiên người ta sẽ khó chịu. Nhưng mà để mà ghen tuông trong cái vấn đề là ôi anh không được đi với cô này, em không bao giờ em bảo anh đang đi đâu đấy, anh đang đi với ai đấy. Em nhìn trên Facebook nói chung là cái cảm quan của mình là mình cảm thấy không thích thì là không thích. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến một phần của chương trình gọi là mình bày tỏ Bày bày tỏ tỏ cảm xúc của cảm mình. xúc. Vợ ơi, có những điều anh không thể nói được khi mà chúng ta ở bên cạnh nhau, thì ngày hôm nay ở đây anh sẽ nói. Anh yêu vợ rất và các con rất nhiều. Ok, còn Mai thì sao? Em Nào, nói là đi. Khánh ơi, hàng ngày anh dậy sớm một tí, anh đưa con đi học hộ em, tối anh đưa con đi học thêm hộ em, và đừng để em gọi khi đi nhậu nữa. Em thấy các bà vợ rất là lợi dụng chương trình này để ăn dặn một kiểu đe Tôi như dọa. vậy thôi đấy. Nhưng mà Lợi nói dụng qua thì cũng phải nói lại, chồng em là năm nay con gái lớn đã học lớp 6 rồi, nhưng không biết con học lớp nào, cô giáo tên Ủa là gì, không biết con học thêm ở những chỗ nào, một tháng bao nhiêu tiền học, là không biết một cái gì hết. Wow. Cái đấy là cái cần bổ sung gấp vào đầu. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào số tiếp theo. CJ và Obi xin cảm ơn và Hẹn hẹn gặp gặp lại. lại. Bye Bye bye. bye. Rồi gia đình có nói gì về, về vấn đề đó không chị? Ý là hỏi sao mình quen nhau 5 năm rồi sao hai đứa không gì đi? Hoặc là có hỏi về sao mà chưa lấy chồng không? Thì cũng là một cái áp lực hiện tại nên là em mới đăng ký tham gia đó. Nhưng mà ý là chẳng lẽ gia đình không giới thiệu cho chị một người nào ở xung quanh mình hả hay sao? Cũng có được là mai mối vậy đó, nhưng mà mình cảm thấy không phù hợp, hoặc là cũng em cũng có tham gia những cái chương trình, những cái app hẹn hò như là Tinder hoặc là Facebook, thì cũng gặp nhưng mà vẫn chưa tìm thấy người mà mình cảm thấy có thể gắn kết lâu dài. Vậy thì chị cho em biết cái sự không phù hợp của chị là cái gì để em biết em kiếm bạn trai cho chị nè. Em nghĩ thì cũng hy vọng là sẽ tìm
có một cái người có thể kiểu hướng về gia đình một chút á, em thích kiểu này. Nhưng mà sao ta, nhiều khi mình chỉ tiếp xúc mà mình không có cảm xúc thôi. Tiếp xúc mà không có cảm xúc, có nghĩa là mình không có cảm giác, không có cảm giác được cái đối tượng mà mình, những người mình gặp ở trên đó mình có thể đi được lâu dài hơn á. Cái đó là cái giống như cái cảm giác á. Còn em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao đâu, chỉ cần em cũng không có quan trọng cái việc là đàn ông đã có gia đình chưa, đã có gia đình rồi hay chưa thì nó không phải là vấn đề. Nhưng mà em mong là gặp được một người thì ông nó bản lĩnh một chút, có nghĩa là có bản lĩnh, có trách nhiệm, kinh tế nó cũng ổn định. Kinh tế ổn định là chị mong muốn bằng bạn bạn trai là nghề nghiệp như thế nào và cái mức thu nhập của chị mong muốn của bạn ấy là như thế nào? Có thể là ngang em hoặc là cao hơn em. Chị cho em biết là cái hiện tại bây giờ chị thu nhập được bao nhiêu? Trung bình khoảng 20. 20 triệu, vậy thì chị mong muốn bằng ấy là sẽ 20 triệu đúng không? Dạ. Hoặc là hơn đúng không? Dạ. Thì chắc là về cái này là phải về kinh doanh này nọ đúng không chị? Không sao hết, làm ngành nghề gì cũng được, không quan trọng. Ok. Rồi, còn ngoại hình thì chị mong muốn bằng ấy như thế nào, đẹp trai số mới? Em thấy không, em không quan trọng ngoại hình lắm đâu. Tại dễ nhìn là được rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa là ngoại hình nó không phải là cái vấn đề của em khi đi tìm người cái người đồng hành với mình. Vậy chị mong muốn chiều cao của bạn ấy như thế nào? Tại vì em khá là thấp nên là chắc chắn là các bạn nam sẽ luôn luôn cao hơn em rồi. Nên là cao bao nhiêu? Em cao 1m50 à. Cao 1m50 nên là 1m60 là chị cũng cảm thấy là nó cao hơn đúng không? Ok. Rồi. Về cái tuổi tác nha, chị mong muốn bạn ấy như, cho em một con số nhất định đi. Lớn hơn em hoặc là lớn em 10 tuổi đổ lại. Lớn hơn 10 tuổi đổ lại là bây giờ 89 đúng không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi được không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi. Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ tìm một người nhỏ hơn mình ơi. Tại vì cảm giác các bạn nhỏ hơn thì em sợ nó sẽ không đủ chín chắn hơn em. Ok, lớn hơn tuổi chị ha. Rồi, mình còn mong muốn bạn trai như thế nào nữa không nè? Ông nếu như trường hợp là nếu cảm thấy có một cái profile mà nó phù hợp nhưng mà nhỏ hơn 1-2 tuổi cũng được, không sao nha. Dạ. Rồi, chị không thích gì ở bạn trai nữa không? Bạn trai hả? Em không thích người gia trưởng và người thiếu ý chí cầu tiến. Người gia trưởng, có bạn trai mà hài hước được thì rất là tốt. Có một người bạn trai mà có thể hài hước thì gì đó nó sẽ thu hút được em. Ok, rồi. Đây là một buổi casting thôi, thì có gì là sẽ có một bạn biên tập làm việc với chị sâu hơn ha. Dạ. Nha. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi. Cảm ơn.